Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Làm Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Nhờ vào những chia sẻ của bà mẹ mùng con chính là mình đây. Các mẹ bầu ơi, trong thời kỳ mang thai thì đó là thời gian rất là quý giá và cũng rất là nhạy cảm đối với cơ thể mẹ bầu. Vì thế các mẹ thì luôn phải chú ý đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng từ những nguồn thực phẩm khác nhau để chọn được những thực phẩm tốt và chứa nhiều dinh dưỡng. Hồi mình mang bầu thì mình được mách rất nhiều món ăn, đặc biệt là những món ăn từ những loại củ quả ở quê rất là ngon, bổ, rẻ và rất là tốt cho thai nhi. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho chị em về những loại món ăn này nhé. Bà bầu có nên ăn các loại khoai hay không? Khoai lang, khoai tây, khoai môn và củ từ. Khoai lang, khi nghĩ tới các củ nào tốt nhất cho bà bầu thì chắc hẳn chị em mình sẽ nghĩ đến đầu tiên đó chính là củ khoai lang, phải không ạ? Mình cũng không ngoại lệ. Khoai lang thì nó nổi tiếng bởi nguồn thực phẩm rất là giàu chất xơ, các loại khoáng chất, vitamin cùng các nhiều nguyên tố vi lượng rất là cần thiết đối với sức khỏe của tất cả mọi người. Đặc biệt thì khoai lang nằm trong danh sách những thực phẩm vàng bà bầu nên ăn. Hàm lượng vitamin, đặc biệt là vitamin B6 ở trong khoai lang thì có tác dụng rất là quan trọng trong quá trình hình thành tế bào máu, giúp thai nhi phát triển toàn diện và tăng cân tốt, đặc biệt là những cuối thai kỳ. Vậy nên các mẹ nhớ nhé, lúc cuối thai kỳ, tầm cuối thai kỳ thì chúng ta thường xuyên bổ sung khoai lang vào thực đơn hàng ngày hơn, thì như vậy thì em bé sẽ tăng cân, tăng trưởng tốt hơn. Các mẹ biết không, trong khoai lang thì có chứa rất là nhiều hàm lượng lớn về chất beta-carotene. Thì đây là chất có khả năng sản sinh ra các tế bào bạch cầu để chống lại các virus gây bệnh cảm cúm. Đồng thời thì những dưỡng chất quý giá trong loại thực phẩm này thì giúp cho các mẹ bầu chúng ta tăng cường sức đề kháng, cũng như là hạn chế các ốm vặt, các bệnh khác, như đặc biệt là trong các bệnh về gây dị tật thai nhi. Và việc ăn khoai lang hàng ngày thì sẽ giúp các mẹ phòng được bệnh tiểu đường, trị được các chứng táo bón trong thai kỳ. Bên cạnh đó thì còn giúp mẹ làm giảm triệu chứng ốm nghén ở trong những thai kỳ đầu. Bên cạnh đó thì nguồn canxi dồi dào có trong khoai lang thì rất là tốt cho mẹ và thai nhi. Vì vậy thì các mẹ bên cạnh vấn đề sẽ không phải ăn nhiều về thịt động vật như tôm, cá để cung cấp canxi hay uống nhiều sữa, thì các mẹ có thể bổ sung thêm khoai lang để vào thực đơn để cung cấp canxi hàng ngày cho mình nhé. Vậy với những nguồn dinh dưỡng dồi dào, lợi ích như vậy thì chúng ta phải đồng ý rằng khoai lang là một loại củ siêu dinh dưỡng và rất tốt cho bà bầu. Tuy nhiên thì để hấp thụ được toàn bộ những dưỡng chất có trong khoai lang thì các mẹ bầu cần biết cách ăn đúng. Thời điểm ăn khoai lang tốt nhất theo các mẹ là thời gian nào? Theo mình tìm hiểu thì vào ban ngày, tầm bữa trưa là hiệu quả hơn cả. Bởi vì trong khoai lang có canxi nhiều, do vậy lượng canxi thì nó phải cần thời gian vài tiếng đồng hồ để cơ thể mới hấp thu hết. Thì như vậy các mẹ ăn buổi trưa thì hàm lượng canxi nói trên thì sẽ được chuyển hóa hết vào cơ thể trước khi mẹ ăn bữa tối. Như vậy thì rất là tốt, phải không ạ? Tận dụng được nguồn dinh dưỡng tối đa có trong nguồn thực phẩm đó. Bên cạnh đó thì do hương vị dễ ăn, thơm và khả năng kích thích tiêu hóa của khoai lang rất là tốt. Do đó thì mẹ bầu nên ăn thường xuyên. Tuy nhiên thì nếu ăn quá nhiều thì sẽ dẫn đến hiện tượng đầy bụng, đầy hơi. Bởi vì khoai lang có tính làm nhanh no mà. Do vậy thì tuy ăn thường xuyên nhưng chúng ta nên ăn với một lượng nhỏ vừa phải. Và các mẹ nên nhớ là chúng ta nên chọn những khoai lang tươi tắn, màu sắc đậm, như vậy thì sẽ càng giàu dinh dưỡng. Bởi vậy mà mình hay chọn những khoai lang nghệ tím, nghệ vàng. Như vậy thì nó sẽ có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn cho em bé mình phát triển toàn diện. Và tuyệt đối các mẹ nhớ là mẹ bầu chúng mình không nên ăn sống nhé, phải nấu chín. Và đây là một nguồn thực phẩm rất là lành mạnh cho bà bầu. Tiếp theo thì bà bầu có nên ăn khoai tây hay không? Khoai tây thì đây là một món khoái khẩu của rất là nhiều chị em. Ăn khoai tây thì liệu có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Khoai tây thì được biết đến là rất là giàu protein, có đến 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể phát triển. Và đây còn là một thực phẩm giàu năng lượng, giúp ngăn ngừa được bệnh tim mạch. Và đặc biệt thì hàm lượng vitamin B trong khoai tây rất cao, đối với mẹ bầu thì rất là tốt. Ngoài ra thì khoai tây cũng chứa rất là nhiều dưỡng chất để cho em bé phát triển về não bộ, hệ thần kinh. Và đối với mẹ bầu thì giúp phòng tránh các vấn đề về thiếu máu và hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể rất là tốt. Các mẹ bầu có thể tham khảo món khoai tây nghiền, rất là tốt cho sức khỏe và giúp loại bỏ độc tố cặn bã, thanh lọc cơ thể rất tốt. Ngoài ra thì khoai tây còn chứa nhiều vitamin, các chất chống oxy hóa. Như vậy thì có người có thể tăng sức đề kháng và ngăn ngừa được một số bệnh thường gặp. Và đặc biệt là đối với chị em mình, đặc biệt là đối với bà bầu thì có tác dụng làm đẹp rất là tốt. Các mẹ có thể ép khoai tây lấy nước uống, như vậy thì sẽ giúp cho làn da tươi trẻ, mịn màng hơn. Vậy chúng ta không thể phủ nhận được lợi ích bổ dưỡng của khoai tây đối với bầu. Nhưng mà các mẹ cần biết cách chọn lựa và chế biến sao cho phù hợp. Chúng ta tuyệt nhiên là không nên ăn khoai tây chiên, bởi vì nó chứa nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là khoai tây mặc mầm, mầm xanh thì rất là nguy hiểm. Như vậy thì khoai tây đã mặc mầm thì các mẹ nên vứt đi. Và đặc biệt khi khoai tây khi chế biến thì chúng ta không nên nấu cùng cà chua, nhất là cà chua xanh. Và khoai tây thì các mẹ có thể kết hợp với các món từ thịt bò, nấu canh, nghiền hay làm nước ép, rất là tốt cho sức khỏe. Về khoai sọ hay còn gọi là khoai môn thì nếu chị em mình băn khoăn rằng mẹ bầu có ăn được các món từ khoai sọ hay không thì hoàn toàn yên tâm nhé. Bởi khoai sọ rất là tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Và nó chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho bé phát triển khỏe mạnh, phát triển về cân nặng. Và với mẹ thì khoai sọ sẽ giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch và bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Và đặc biệt là mẹ nào mà hay bị chuột rút chân thì chúng ta nên ăn món từ khoai sọ thường xuyên thì sẽ giảm được hiện tượng này nhé. Và khoai sọ thì chứa nhiều chất xơ và các hạt tinh bột của nó giúp tiêu hóa rất là tốt. Như vậy thì có lợi cho hệ tiêu hóa và tránh hiện tượng táo bón ở mẹ. Với những công dụng tuyệt vời này thì các mẹ nên chế biến nhiều món ăn từ khoai môn, khoai sọ để cung cấp nhiều dưỡng chất cho thai kỳ nhé. Các mẹ có thể nấu canh, đặc biệt là mình rất là thích ăn món đó chính là chè. Chè từ khoai môn cũng rất là ngon, các mẹ có thể tự làm, rất là dễ. Loại khoai tiếp theo thì mình muốn chia sẻ đến chị em đó chính là khoai từ hay còn gọi là củ từ. Thì củ từ cũng chứa rất là nhiều dinh dưỡng và chứa tới 70% là nước. Sau đó là các lipid, protein, vitamin, khoáng chất. Như vậy thì với bà bầu thì củ từ cũng rất là tốt. Và nó có tác dụng chống lại sự mệt mỏi, giải độc, thanh lọc cơ thể. Và đặc biệt cũng có tác dụng trong vấn đề giúp mẹ phòng tránh được hiện tượng táo bón. Do vậy thì với cách dùng một lượng vừa đủ đúng cách thì mẹ bầu hoàn toàn có thể sử dụng củ từ trong bữa cơm hàng ngày một cách đủ và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Củ từ thì có vị ngọt, the, tính hàn. Do vậy thì các mẹ cũng nhớ là không nên ăn sống và ăn một lượng vừa phải. Có thể nướng qua củ từ trước khi nấu để nó phân hủy được các chất nhựa. Như vậy thì chế biến được nhiều món ăn ngon, an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các chị em về các loại khoai đối với sức khỏe mẹ bầu và những giá trị dinh dưỡng của nó. Các mẹ cần nắm vững những nguyên tắc để ăn các món khoai, khoai lang, khoai tây, khoai sọ, khoai từ cho đạt hiệu quả và tận dụng được nguồn dinh dưỡng tối đa có trong các nguồn thực phẩm đó. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh cùng với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn và cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng cho bé. Nếu các mẹ có câu hỏi gì hay quan tâm đến vấn đề gì cần mình chia sẻ giải đáp thì hãy để lại dưới comment nhé. Và đừng quên để cập nhật những thông tin mới nhất về Làm Mẹ thì hãy đăng ký kênh của mình hàng ngày nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye!